thờ tớ đơ không kịp các bạn. Đúng, người ta nói có câu chính xác á, đúng tớ ớn rồi không, thờ tớ đơ không kịp. Thì sáng nay vô tình á là mình có nghe con vợ mình nói là con vợ của Trung Bèm á, là con bé bé á, là nó nhờ con vợ mình gần chợ nên mua cái mic người quen đó, mà không biết sao mà con bé nó đi về nó quên cái mic, nó không chịu ghé nhà mình nó lấy. Thì con vợ mình nó mới nói là anh điện cho anh Trung đỡ anh ghé anh lấy cái mic đó. Thì có nghĩa là mình biết con bé nó không có ở nhà nha các bạn, nên là trong đầu mình tự nhiên nó nhảy số tự nhiên vậy. Tôi nói thờ nó tới tự nhiên cái đầu mình nó nhảy nhanh lắm, nên cái màn tròn này, cái đó đâu bữa nào anh dẫn đi nhậm. Thì mình nói với các bạn này, cái màn tròn này thì không thể nào mà một mình làm được đó, nên thành ra là mình phải cần sự hỗ trợ của thằng Hiến Lẹo và hai thằng ngu kia nữa. Nói ra mình ngày qua mình trao hàng kim tọng đó, còn Trung Bèm là mình thấy nó chưa đẻ, tại vì không phải là thằng Hiến nói mình thông minh cũng đúng. Các bạn biết làm sao là bây giờ cái kiểu như là bị cho nhiều quá, nhưng mà bây giờ thờ nó tới nữa mà, tức nghĩa là những cái màn tròn tự động nó tới với mình, là mình phải biết tận dụng để mình trả thù, nắm bắt thời cơ. Nên bây giờ là mình với thằng Hiến sẽ chạy qua Đông Nam đó, anh em mình có hẹn sáng nào cũng hẹn nhau là uống cà phê Đông Nam để chuẩn bị màn tròn, đỡ cái thằng nào tới sao thôi. Bây giờ là mình tắt cái máy, mình chỉ thông báo biết là bây giờ con bé nó không có ở nhà thì mình sẽ triển khai màn tròn nha anh em, let's go. Chịu khó ngồi đây một chút. Ngàn qua mày biết làm sao, ngàn qua mày, bây giờ ngàn qua là cũng may là không có mày, và bây giờ tụi nó không có tin tao đâu. Ý là mày biết, mày biết mít đỏ không, cái trái mít đỏ đụng nó mắt mà nó ngon. Là gì, có nghĩa là tao đây dạ, dạ. Có nghĩa là bây giờ ở nha là vậy nè, cái câu chuyện là con vợ của con Trung Bèm á, con vợ của con Trung Bèm nó có nhờ con vợ tao mua một cái mít đỏ, thì mít đỏ là thường thường là đặt đuối có mày. Mày nói tao tin tao mà, mày phải tin tao. Mày có biết mẹ mày có mày nào mà biết đủ mẹ quen nhà đó anh trộm đồ làm ẩm thực nữa nè. Không có. Tôi nghĩ là cái đó luôn. Thì bây giờ hai tụi bay đủ mẹ, cái mặt mày này cũng xạo lồn lắm. Mày nói cái quen thằng đâu. Mày mình lớn rồi mình trôn cho thông minh tí. Anh em mình không vậy. Bây giờ trước rồi nha. Ủa chứ hôm qua mày nói mày hứa trai nha, bây giờ tụi của bé đi làm được xanh đỏ nè. Bình tĩnh nè. Bình tĩnh lại. Tao nghe tao có trên cho dưới có người lớn. Đây nè, thôi bây giờ nghe cái lạ mày. Bây giờ dài thôi, nãy anh em cũng chửi tôi và không tin tôi biết, nhưng mà anh em mình làm ngờ trên anh em cũng phải thông cảm, anh em cho tôi được. Nhổm đi bé đâu vậy mày? Rồi rửa ra ông đây nè, rửa ra ông, tao cũng biết đường tao cho cho đâu cho sắp đâu. Tao con cái nó cồ chứ bây giờ nó kêu như mấy thằng tầng ở tầng đánh đi mày. Cái mặt đang trên bàn này như cái nia ơi như cái nia. Thì bây giờ vậy nè. Mày nói tao cũng ngon quá. Giờ anh em cho tôi 1 phút để tôi nói, có nghĩa là anh em tôi nói xong mà anh em ok, anh em không đồng ý thì cũng được, anh em đi đi. Nó mẹ nó đến mẹ gì. Là cái gì khó mày. Đồ nó ông đầu tôi vậy. Linh, Riều, Hiến. Mày là tao nói mày chơi giờ mày cứ hết chuyện mày cứ làm cái thợ giọng nghe. Ai chấm? Ai? Ý là thằng Trung Bèm đang trong, có nghĩa là con vợ nó nhờ con vợ tao mua cái một cái mít tóc 750 ngàn vậy. Cái mít đó 18 kg. Không phải, cùng cái mít đỏ, mày biết mít đỏ mày bật lên mày coi Thái Lan gì à? Anh rất là ngọt, có nghĩa là cái nghĩa là cái mít nó không phải là màu vàng bình thường. Hôm qua mày lấy kia mày nhuộm mít đỏ. Rồi bây giờ vậy đi, nếu như anh em ra nha mà không có mít đỏ để ăn, anh em đụng chữ che tôi cũng được, được chưa? Tôi nói với anh em dựng chưa? Kiếm cái ý tưởng nào để hay hơn nói nhiều lắm, không tin thật đi. Còn nếu như mà tôi, tại vì sao tôi biết ngày của tôi sai trái với anh em hôm nay á, là tôi mò quá đứa tròn cũng mém về ăn đồ của nhà nó là nó muốn ngon, đúng chưa? Cho mày ra đồ nó giấy nó giấu liền cái cơ. Đã nói là cái mít gì vậy? Đã nói cái mít nhà nó là cái mít của nhà nó cũng vợ đưa tiền rồi, nhưng mà nó đang ở nhà tao vì con bé nó về nhà mẹ nó rầu, mày hiểu chưa? Lại bây giờ là bây giờ mấy anh em mình phải hợp tác hiểu không? Bình tĩnh lại. Là bây giờ vậy nè. Đó là mít gì? Để nói là mít đỏ là một cái loại mít mà nó dạng như là nó rất là ngon, được chưa? Bây giờ đây anh bụng nó lại không cho đây. Nên bây giờ tao kêu mít đỏ tụi bay cũng biết hiểu chưa? Nên thôi bây giờ nè, đó tôi nghĩ là cái màn tròn này cũng cần có sự hai cái sự mà gọi là thông minh và duyên dáng của hai bạn. Không nào mày cũng nói vậy hết, xem cuối cùng tao làm màn tròn. Rồi nè, bắt tay nè, hứa nè. Mày làm thử đi, tao mới tin. Mày cứ bây giờ còn chắc luôn. Giờ nè, tôi mình đây, mình xin thờ đúng được chưa? Nếu như mà hôm nay mà tôi còn cho hai thằng bạn tôi không đáng làm cộng ngừ. Cái thằng liều cái thằng không, anh em tự làm bạn đi. Anh em anh được chưa? Đây nè,
nếu như hôm nay mà tôi cho bạn rìu bạn gái đó. Bạn gái của tôi á là tôi không làm con ngừ được chưa tôi... mày con ngừ á rồi ok mày là con gì mày thì đó thì tôi nói với anh em tin do không có chuyện gì xảy ra ta mày mở tập nghe hết ra coi rồi. Thái mày bình thường quá mày vui gì quá. Rồi được rồi thì nếu như tôi nói với tôi nghĩ trong lòng anh em cũng đồng ý chuyện đó rồi. Rồi anh em mình bây giờ vô làm sao á. Cũng như ngày hôm qua, chiến thuật ngày hôm qua là anh em mình làm cho nó kêu là bị mất cảnh giác. Để tôi lấy chùm chìa khóa của nó. Chùm chìa vô nó đưa chìa khóa ra hai miếng ăn. Mày không biết sao vậy? Mày nghĩ nó đưa không? Đụng mấy thằng đó tao nói mày một đồng nó cũng mé. Mày quần vô nó kêu anh trộm nha. Không sao, tao nói mày có bao nhiêu trách nhiệm tao chịu hết. Rồi tao vô đi. Vô bình thường. Mình phải giới mới quen nha anh em. Hai cái mép càng ngày càng dài hả? Mấy râu rác. Ê, sáng nay cũng làm rồi. Làm nhớ. Ủa tao cho mày vô chó đây mà. Muốn con gì vậy? Đồ mày. Ô me rồi mày. Ô me rồi nữa chứ. Ủa anh đập như thấm thiết à. Là muốn con me như cái đồ chết mày vậy mày. Mày thích à? Solo mày. Đồ mày cầm con me hơi xanh luôn á. Trùng nó đang cấp lắm chưa? Trời đang cấp lắm. Mày thích à? Mưa bạn, xanh mưa bạn. Hai solo. Đúng. Mày là ấm mưa không mưa. Sao? Rồi cứ nói chung là bây giờ anh em mình cứ vậy nha, ngầu chờ. Không, bây giờ đỡ tôi xử lý cái công chuyện của tôi cái đã nha. Rồi có gì là tôi quay lại đây. Rồi anh em mình mày ăn luôn rượu hết. Bẻm ra mày vô mẹ đó mày ngồi anh em ra đây lòng mới không có ăn cơm gì. Cơm gì đâu mà. Chán thiệt chứ. Đồ này này qua cho rồi với em là thư thái vô ha. Vợ đi rồi. Nghe qua gì ăn vợ quýnh không? Đi rồi. Nó hờn đi rồi. Ý là ngàn que gì nó chửi ông trẻ trâu xong rồi nó bỏ đi về đúng không? Gì vậy gậu ra mà. Sao vậy? Đó chứ nó phiền. À mày rồi biết rồi. Ok. Trời cái bụi dính càng á nó dồn cái chân người. Dơ sao mà dơ. Cái lộn đó râu râu. Đi. Rồi được rồi. Vậy thôi anh em ngồi trâu tôi chạy đi. Tôi lo công chuyện cái. Không có, đò nào con người tôi rồi bây giờ nè. Cuốn. Giờ tôi đưa chìa khóa xe cho bạn được chưa? Bạn đưa chìa khóa của bạn cho tôi. Cuốn. Nhớ là phải giữ là để cho nó không được nhận diện nha. Thì tôi nhờ rồi đấy. Để làm gì nữa mày? Má nè. Mấy thằng nhẹo mày nhận game mà có ngày cũng cắt. Bây giờ là mình sẽ lấy cái chìa khóa chính ra nha các bạn. Thì đó, thì trong ba chìa khóa này là cái chìa khóa tôi thấy nó hay mở nhất là chìa khóa đây. Chìa khóa cửa các bạn. Mấy bạn thấy mấy ngày nay mình đỉnh không? Mấy con gì nó đi rồi nó cứ vô mình nha. Ủa vô mình chị bạn. À, anh em thấy gì chưa? Hiểu vấn đề chưa? Anh ơi. Anh cắt cho mày cái chìa khóa này cái. Lon anh. Alo. Đây thì chỉ với 5 phút thì cũng đã xong. Quá nhanh luôn.
Và bây giờ thì thực hiện mạng tròn thôi. Thực hiện mạng tròn thôi. Nắng núng náo. Hello anh em. Rồi thì bây giờ là anh em mình sáng nay bàn tính làm gì vậy ta? Chiều làm đi, làm ẩm thực mẹ đây. Chiều làm nhà tao cay hết. Chiều làm anh? Chiều làm gì đâu? Tao đi đâu không làm. Để tao ra nhà ông coi có gì lấy làm ẩm thực mẹ nó đi. Ừ, cũng được. Nhà tao lấy cái gì ăn mà. Mẹ chủ con chủ nhà. Gì mà đủ mẹ. Nhà tao đi hết rồi, nói chung ông quậy ông đang mệt. Ý nói là nhà ông có cây xoài mà. Đúng chứ, nói gì mẹ chưa xong chú ơi gì mà đậu mẹ cứ mỗi lần ai rè tìm cơ thôi chết. Mấy con mẹ hay gì không? Mày cái đó là cái chân đồ mấy hú quýnh mấy. Mày cứ quýnh cái em luôn vậy. Quýnh như mấy à? Mới có clip cho khán giả coi mày. Quýnh như mấy sao vậy? Thì sáng nay là anh Trung Bẻm chủ kênh mình là ổng đang muốn dạy tỏa tâm lý để chơi game vào nhà các bạn. Ê chiều làm, chiều làm. Chiều làm em. Không phải vậy. Có gì? Có vậy? Ai làm tránh quét rồi khỏi thương với ai mà. Ê mà nói nghe nè. Nè ý là bây giờ là biết sao nãy tôi nói là kêu ra nhà ông kiếm gì làm không thật. Con vợ ông nó kêu con vợ tôi mua giùm cái mít đỏ. Đủ mẹ nữa. 850 đưa tiền rồi. Nghe. Ông chỉ việc qua nhà tôi ông lấy mít của ông ngoại tao á. Chứ vợ nào mua. Ông ngoại tao không đeo. Đâu ông vợ ông đưa tiền cho ông vợ tôi rồi mà. Thì đưa anh em ăn miếng như chảy bì. Thì là chủ kênh không cho mình ra nhà đó lấy cái mít làm ẩm thực nha anh em. Bây giờ tao đem cái mít qua cho ông ngoại tao mà có đâu mà. Cái mít đỏ nó ngon lắm ông thiệt cho anh em cắt nửa cái tao còn nửa cái gia đình ông ăn. Mùm thái gì anh? Không biết nhưng mà vợ nó nói cái mít này là phải đặt người ta đem về chứ đâu phải có bán ngoài chợ đâu. Đưa đâu rồi anh vợ tôi. Mày nói chi mà đỡ nó ngừng quấn game luôn vậy mà. Thế tắt luôn mà đâu cần thắng đâu. Sợ anh em hay sao á? Ép cái hai đồ. Cái mít của ông ngoại ấy. Mấy mày chọn vậy? À rồi đến qua lấy đem về cho ông ngoại. Mít anh em bỏ tủ nha. Nghe vợ nói rồi. Chơi game đó ép kia. Đồ chết mẹ. Sao chơi game mà sao tôn trọng đồng đội đụng mẹ tắt máy luôn nậu. Mày mơ anh em nói làm gì cũng đâu mà. Thôi nói với mày nghe ngồi vậy. Tao chạy chị qua cho ông ngoại tao ăn trưa ông đang đeo. Anh biết đây, đủ đang đeo mít không có. Cái mít đó là đỡ ông ngày ông ăn muối ông ăn tấn năm vậy. Dù á tới nhà. Ông lớn rồi, phải đụng mày mày tụi quẻo ăn phát ách mày. Đúng rồi. Mấy tụi ăn mít mày. Đúng rồi. Mấy tụi ăn mít đỡ anh em. Nấu cái hột xong rồi xay ra cho ông. Ông bị lợ, ông bị nhuận trang nè. Ai lấy mít xay cháo mày. Ăn hột. Ăn cháo ăn lè rồi đi. Trái tao cọ mẹ nhà tao tiếng quay chuyện tụi bay. Ê mít đỏ này là đỡ nấu á. Bí đỏ đậu phộng dưa mít đúng không? Đúng không? Chị khó kìa. Chị đâu quên người sao đi quên chị khó không? Tính tiền nước chưa? Ê tính tiền nước chưa? Tao mới vô là tao tính liền rồi. Tao không liên quan tới thằng nào. Đưa mày bỏ chị. Đồ mẹ anh em thấy không? Đợi giờ mày làm gì vậy? Đợi chờ gì trước rồi tao cắt xong rồi. Không có đủ mẹ trộm cắp nhà tao mày. Thì tao nói với mày. Rồi được rồi, bây từ từ anh em nghe tôi nói, anh em bình tĩnh, có nghĩa là không có thằng ngu nào mà ăn trộm mà phải đi quay video clip lại đăng lên mạng hết được chưa, vấn đề hiểu chưa? Chỉ có cái thằng đầu khôn thông minh này nó mới nghĩ ra cái đoạn đó. Ông mày lỡ đâu nó giỡn cái nó đăng nó gỡ cái lên trong mạng rồi biết đâu đường nào. Khó tối mày rén cho mày coi vợ chồng nói. Sao mày biết được mẹ đây, sao mày lấy mít ăn mẹ đây, tự nhiên mày quần quần sao mày chết luôn chị khó phải không đó. Thì tao nói mà nha, đi vô nhà ăn mít á thì cũng không bị bắt đâu, chứ mày đột nhập vô nhà mà coi vợ chồng người ta là xâm phạm đầu tư. Đúng rồi. Là mày chắc đi tù chắc 19 năm. Nói có 15 giây mà coi gì. Rồi bây giờ kế hoạch là như vậy anh em. Kế hoạch là như vậy nè, cái thằng kia. Mà sao nãy mày lấy mít ăn cho nhanh mẹ đi chứ mất mớ ở đâu mà mày phải nhớ hỏi nó rồi chắc gì khó là làm vòng dữ vậy. Tao nói mày nghe mà ông hiểu ấy. Cái mít nó đang ở nhà tao, mẹ nó đưa tiền rồi, mẹ tao ăn mít của nó thì nó đâu đưa tiền cho tao, mày hiểu chưa? Nhưng mà cái mít ở nhà nó, mẹ mình ra mình ăn thì cái mít đó nó đang nằm tại nhà nó thì mình sẽ không tốn tiền. Mày mới nói là thằng Trung Bẻm nó mờ. Hiểu chưa? Nên thành ra bây giờ đỡ cho nó vô nhà xong rồi á là nó chừng nào một thằng canh ở ngoài nó ngầu cái chỗ đường luôn mà bên nhà cũ là mình sẽ đột nhập bên nhà mới. Ok chưa? Là bố anh em mình di chuyển ra hết rồi sao? Đi. Nó nhiều quá đâu quá. Hiểu chưa? Đi chưa.
Thôi vậy thôi, chứ giờ có nói nữa nó cũng hiểu các bạn à, mệt lắm. Đi. Kế hoạch như thế này. Sao tôi sợ à? Linh, bạn sẽ canh cái cửa đó để coi thử nó có di chuyển không, rồi là báo bên đây, rồi thằng Rìu bên đây là sẽ mở cái cửa này được chưa? Ok chưa? Rồi thực hiện kế hoạch đi, nhanh tác chiến. Chị khó đâu? Mày làm gì mà không? Sợ. Rồi vậy thôi, cỡ đó nó sợ thôi. Nhẹ nhẹ thôi mày. Để thằng Rìu đụng vô nó mơn á. Cứng gì vậy? Nhẹ nhẹ đâu? Sao? Quay. Đường nào mày đụng vô phân tay mà nó không dính đó đâu nè. Mở mẹ. Rút ra, rút ra. Con bay đi chỗ mấy. Cái thằng này cái mỏ mày mày cái gì mẹ này? Gì mẹ nó mày to mày cứ. Mẹ. Mày cái thằng mày nhẹ tiếng, hiên hiên hiên, nhẹ 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 không? Pháp mày. Phạm pháp không? Có gì tao chịu hết trách nhiệm được chưa? Thì đây nè, anh em trước khi tác chiến. Rồi bây giờ nếu như mà có chuyện gì công an hay sao đó thì tất cả đều chịu trách nhiệm được chưa? Thì tất cả giờ tất cả cùng vô mày, vô. Anh em đứng đợi chút rồi tao vô tao giấu máy xe đợi chút xíu nữa ra nó phát hiện. Ok. Chờ một chút. Ok. Đâu đi. Cái gì đó vậy? Bao này vô sao? Vô đó. Cái gì đó? Căng xuống, quẹn căng xuống. Lộ căng xuống kìa. Trời ơi. Để ngồi đi. Cái mày quẹn cái gì đó? Mày đi vô đi. Cậu không thấy đường. Đi dở trong rừng nhé. Cứ như là căng xuống cơ. Bây giờ nha, cứ như là đứng bên này nó còn im lặng. Này cái điện trở sáng. Nhà nó. Đâu rồi? Nhà nó là tao ra cho luôn mà tao biết. Nên anh em cứ đi theo sau lưng tao là được, được chưa? Không biết đâu. Nó được ở bên nhà sau á. Đỡ nhà sau mình vô ngoài đây. Đồ bao nhiêu là tao phúc cùng chia nha. Tao họ cũng hướng. Tao thì mẹ mày nói những mẹ điên trộn mà đứng như có chịu mày. Ở đây này, anh em thấy đây này. Đi đâu rồi? Chặn đường không cho nó người gác này. Tôi người nghi tên là chó quá. Không phải, nó chặn chó. Rượu, có rượu. Tao hay ra chó. Chó, cánh xe đồ hả? Chú, tắm xe chặn luôn. Đây nè, rượu mà thích đâu về nào mày mà lóng đâu. Về cái kia không? Đấy mà thấy như này biết kìa. Thấy không? Trời nó lọt. Mà thấy không? Anh biết này thấy không? Thấy không? Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Được rồi, anh ngủ luôn. Mít luôn. Đi. À mà vô ra anh mít mà, mít luôn anh gì? Hãy đưa mình nha. Mày bị điên hay sao với mày? Để nói là đi ra anh mít là đi ra anh mít cho mấy mới. Mày bị hết mẹ đâu. Mít đâu có anh? Chó đó mà. Nhốt dữ hết. Trời ơi. Quá con chó mà nhốt trong nhà tắm không? Trời ơi, hai con chó. Học đi cả mẹ nó, mấy con chó nhỏ nó ngu quá. Sao mày nhớ mày nuốt chuyện bộ chứ mày? Mày yên tâm, tao ở nhà nó từ nhỏ tới lớn rồi. Cái chỗ nào của nó nhà nó tao không biết mày. Đi theo tao. Nhớ đóng cửa, nhớ đóng cửa nha, đóng cửa lại. Đánh sao hả? Mày điên quá, khùng quá. Đi. Đi. Mày biết sao hồi xưa là tao ra đây cho là tụi tao hay chạy ra đây nè, chạy ra sau vườn sau đây nè. Là hái xoài, hái đồ ăn. Đây nè, hồi xưa tụi tao hay ra ruộng đây nè, nên chỉ có một mình tao biết là tao muốn tròn đâu chứ. Sao nó lên đây nè, nhà nó có cây xoài nè, tao nói đúng không? Đây. Sao? Đây.
Ấy là giờ muốn ai soi, cái này ra soi nè. Đúng rồi, mày soi cái. Trời chua y chí vô, đụng mày mày điên hay sao? Rồi vậy vô đó, mày coi cái soi này hiếm, mày coi này chùm chùm nè, mày thấy không? Ý mình kèo mình thấy trộm mấy cái rồi. Đụng mày tránh mít đỏ mà soi tao. Thôi vô 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 vô. Anh vô y chí tao. Mày đến đến coi tao mét nó mẹ luôn á. Tao đi nè, mét mày cũng khỏi tôi nữa. Cùng mày có chìa khóa mà lúc nào mình quen nhà nó cũng được, mà thích ăn ăn. Mày kêu đi mít. Rồi đem cua lại hiếm, đem cua lại em. Đứng chờ chút nữa riêu. Thì để nói là tao cho thằng con này là có nghĩa là mình nó không biết mình xuất hiện ở nhà nó. Rồi bây giờ là từng thằng lo nha, thằng Hiến lên trước nha. Đây đi giờ đi lên nhà chính đó. Hiến 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 nhẹ nhẹ mày chạy lên trước nha, rồi tao con gái tao con rìu nha. Mày biết đâu? Mày nói từ từ nghe chứ. Đi đi đi. Má, thì đường nào biết nó đỡ trong nhà nó chứ đỡ đâu mày lo. Từ từ đỡ lên, đỡ tao lên thám thính trước hả? Anh đứng chờ chút đi, đứng chờ chút đi. Bảy chục nhiều rồi. Mỗi thằng làm mỗi hành động. Tao vô giống như tao đang tém mao, người ta khẩu trần này, tao đi lên tao đụng mày đó, nó mất. Bây giờ tôi cho anh em tròn tự nhiên được chưa? Nhưng mà trước mắt bây giờ thằng Hiến này, em phải sắp xếp làm sao cho nó mà chạy thiệt nhanh cái ao qua mặt nó luôn. Xong rồi đỡ tới lên tao đặt cái quay trên cầu thang, mày hiểu không? Rồi bắt đầu từng thằng rồi từ từ nè. Bây giờ anh di chuyển lên trước tao em nè. A few moments later. Tới nhà mày.
괜찮아 괜찮아요 괜찮아 괜찮아 No, 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 no. Anh em coi chắc coi tới đoạn này chắc cũng cảm thấy là khó chịu. Tại sao mà anh em bạn bè cho nhau mà đi vô nhà như trốn không ngừ? Thì mình xin giải thích với anh em á. Xin giải thích với anh em là giờ này, có nghĩa là đối với nhà trong biển là mình, cá nhân mình là rất là thân rồi anh em. Như là ba mẹ nó đùa mình ra đây cho từ nhỏ, nên thành ra là đâu anh em thông cảm nha. Tụi nó hôm nay là tụi nó A few minutes later. Diệu Hân. Diệu. Diệu Hân. Diệu. Diệu. Sao mày trốn nó vậy? Mày chạy ra sao tìm mày ấy? Tao mày đi nhanh lên. Nó đang ở trước kìa, nhanh đi. Tụi mày tự nhiên núp thành cùng. Mày đi chạy nó tìm mày không núp. Trời làm cái gì đi tìm mày. Trời ơi cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà phiêu chiêu rồi. No. Bây giờ ba anh em mình đột nhập rồi nữa nha các bạn. Chạy ra nhanh lên. Mày. Mày sao sao quằn chứ vậy mày? Chưa lấy ngoài không biết mớ mày cầm tiền lanh thì. Bố vô vậy không? Chạy, chạy, chạy. Đi. Nhanh lên. Tắm tay. Dừng. Tụi bay cũng vừa phải đâu cho bay. Ừ. Quọt mày. Mít này. Ê, mít này.
Nhức nhức cái đầu rồi. Không có biết có bị gì không mà tối nay nhiều khi tối nay chết cũng chừng. Tôi ra ngoài đó rồi tôi ra ngoài đó rồi tôi ra ngoài đó nhưng mà tôi thấy ở phía sau nhà ông có một bộ hồng đó nha
Lộ không có thời gian đi. Tôi không biết, nhưng mà kiểu là tôi đã nghe qua, tôi đọc sách á, là tôi có biết hình như trong gia đình là mấy chỗ đó rồi. Ở bên sau nhà kho nhà ông á, là bên mé bên nhà chính á, là nó có một lộ hổng. Mà lộ hổng đó nha, là tôi nói nghe là người ta ở ngoài là ngoại nhập nhập sóc, là cứ nội cũng nội không xuất mà ngoại ngoại nhập, là lộ hổng đó, là ai vô nhà ông cũng được hết đó. Hé. Ừ. Vậy là con nhỏ ra rồi. Là sao? Nó có bồ, thằng bồ nó là pháp sư. À, đục lỗ cho bồ nó vô vậy. Nhưng mà tối ông còn ngu sớm không? Là không, bây giờ tôi ra tôi chạy ông chỗ đó nè. Tôi không phải xử lý ông chỗ đó là tôi không phải học đến là điều. Ngày nó bùa tao đâu nghe. A few moments later. Đó.